Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay mình Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái cuộc buổi tối đốt lửa tại Sapa do công ty trách nhiệm hữu hạn Chu Lai Việt Nam, tức là nhãn hàng mỹ phẩm Sidomi, tổ chức cho khách hàng toàn bộ ở trên toàn quốc. Nhưng mà lượng khách hàng đi hôm nay là chủ yếu là khách hàng miền Trung và khách hàng ở Sài Gòn là vài đoàn đi thôi. Thì tổ chức cái đêm lửa trại tại Sapa, tại thị trấn Sapa, thì đây là buổi đầu, cái lúc đầu tiên của đốt lửa tại lửa trại. Bạn thấy là ở đây chuẩn bị đàn thanh sáng đầy đủ và mọi người cũng đang đến đây để tham dự cái buổi đốt lửa trại tối ngày hôm nay. Đây là khoảnh khắc mà chuẩn bị đốt lửa của các bạn. Bạn có thể nhìn thấy là sau cái làn khói lửa của đống củi thì là đấy là phía bên trên là toàn bộ là thành phố Sapa. Ở đây Sapa, đến với Sapa hiện giờ là thời gian bây giờ là 9:21 kém. Thời tiết ở đây hôm nay là vào cuối đông thì rất là lạnh. Ở đây đã lạnh như thế này rồi, tức là mình Toàn nói bình thường là nó không ra hơi, nhưng mà ra hơi như cả hơi nước ấy. Nhưng mà lên đây nói là nó hơi nó ra từ miệng của mình luôn đó. Lạnh tê tái luôn quý vị bạn. Các bạn cũng có thể thấy là đây là một cái, có thể là cái gáo múc rượu chế từ quả chanh, cắt đôi quả chanh ra và lấy chiếc đũa sau vào thì các bạn, đây là một cái sáng kiến rất là hay để uống rượu trong cái cuộc đốt lửa ngày hôm nay. Trong cuộc đốt lửa trại thì các bạn cũng đang thấy là có cả trong bọc rượu cũng như các món nước đang chuẩn bị. Đây là lên đường vào để lên cổng Hàm Rồng ở Sapa. Khi mà quý vị bạn đến Sapa, đường này khá dài, nhưng mà khi mà quý vị và các bạn chúng ta đi, khi mà có người lớn hay em nhỏ, nhất là đặc biệt là những người lớn tuổi, thì chúng ta phải đi cẩn thận. Một kinh nghiệm của đường đi lên Hàm Rồng đấy là chúng ta hãy đi từ từ thôi. Thì ở đây là quý vị và các bạn thấy có những phiến đá. Hôm nay là trời thời tiết vào mùa đông, tháng 12, thành ra là các viên đá này nó đang khô, chứ còn nếu mà nó mưa là nó ẩm ướt và nó trơn nó trượt thì quý vị bạn chúng ta cố gắng đi cẩn thận.
Dạ. Hồ kia không không đi ạ. Vâng. Quý vị và các bạn, chúng ta thấy những cái vách núi rất là, những tảng đá rất là treo leo, nằm có thể là rêu mọc xanh. Đây quý vị và các bạn. Trên đường đi lên Hàm Rồng thì quý vị bạn thấy một cái biểu tượng là vườn tượng 12 con giáp đây. Đã, thì chúng ta tiếp tục chúng ta đi. Đi lên trên kia hết rồi cô ạ. Chưa chồng luôn đấy. Nói ví dụ như là mình nói cho nhau nghe thì không sao, mà nói cho nhiều người nghe là ngày mai về chẳng đến. Ba người chơi đi. Ở đây quý vị bạn đang thấy cái vườn tượng 12 con giáp ở trước mặt quý vị và các bạn. Trong vườn tượng 12 con giáp này đầy đủ các con giáp quý vị và các bạn. Có những hòn đá rất là treo leo, nhìn đồ sộ ha. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đi cùng đi lên nữa nhé, bởi vì giờ cũng sắp giờ là giờ tối rồi. Nếu mà mình mà vào vườn 12 con giáp này thì sợ muộn mất. Đây 12 con giáp quý vị. Ô phòng leo tải thế nhỉ. Hello. Hai cô tạo dáng rất là đẹp. Tạo dáng rất là đẹp. Chưa hết vườn tượng 12 con giáp. Đây con ngựa. Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Và đây là mình Toàn đang cùng quý vị bạn đang
khám phá trong vườn 12 con giáp, vườn tượng 12 con giáp của Sapa. Và trước mặt quý vị các bạn là một con gì? À, con chó hay còn gọi con cẩu. Chúa Sơn Lâm thì là ở trên kia. Đây quý vị các bạn. Đấy. À, quý vị các bạn ơi, ở đây có một sự tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy cái này không ạ? Đây, hang Trao Duyên và Trạm V3. Trên này nó sẽ có một cái hang gọi là cái hang để Trao Duyên, có khả năng là thế. Mình cũng đoán đoán thế chứ không biết rõ ở đâu, chính xác đâu quý vị các bạn. Và ở đây, một cái đặc điểm nổi bật của dân tộc đấy là có cái nhà sàn. Đây, nhà sàn. Việc mang thế. Nhà sàn đây là nó giống như cái nhà bằng của mình ấy. Đấy, cái sàn nó giống như nhà bằng mình. Bên dưới là hầm nhưng mà người ta vẫn là sử dụng với cái hầm này làm hàng này. Trên là cái sàn đấy. Và trên là mái. Chỗ này để cô coi nè. Các cái đầu sau này tí nè, tới đây nè. Cái nương sau đẹp nó ngồi lên đây nè. Đây giống như là một cái bậc ruộng bậc thang. Đấy. Và giữa các này là không phải trồng lúa mà là trồng hoa. Hai cô tiếp tục tạo dáng rất là xinh. Quý vị và các bạn, chúng ta đang đi khám phá hàm rồng ở Sapa. Mệt không à chú? Ừ. Chú đi mệt không? Mệt chưa? Mệt chưa đi được. À. Thế này thì các khách người ta về đây tham quan và chụp ảnh rất là nhiều. Chỗ nào có những cái vườn hoa này quý vị các bạn. Đây là hoa cúc. Em chụp phim 238 anh Tài, bỏ tay xuống anh Tài. Đẹp trai rồi mà. Rồi. Rồi 800 cái. Chào lại vậy nhỉ. Đây quý vị các bạn, lên đây quý vị các bạn thấy có những cái chòi như thế này. Đấy. Chòi này là chòi nhân tạo quý vị các bạn nhé, chứ không phải là chòi tự nhiên đâu. Họ làm như thế này. Và đường lên hàm rồng thì còn rất là dài. Đây, lên tận trên cao này mà quý vị các bạn. Đấy. Thì đa số những cái thanh niên mà muốn thanh niên thì đều đa số lên trên cao này để mà chụp ảnh. Một cái đặc điểm mà thanh niên muốn lên bởi vì là đứng trên đấy là nhìn được toàn bộ cả thành phố của Sapa. Đấy, toàn bộ cả thành phố Sapa. Thành ra người ta lên đấy thì người ta chụp ảnh tự sướng hay gì đấy. Còn đây lại các vịnh núi đá. Mọi người đi lên đi xuống rất là nhiều ở lên cái đỉnh đấy quý vị các bạn. Đấy.
Nhưng mà Minh Toàn thì không lên đỉnh đấy, bởi vì Minh Toàn cũng đang chia sẻ với quý vị bạn ở đây là cũng là tranh thủ thôi. Còn Minh Toàn đang đưa một đoàn gồm 100 hơn 160 người đi lên Sapa, mà toàn là miền Trung và miền Nam, đa số là miền Trung và miền Nam. Nên Minh Toàn sẽ có rất là nhiều người già, và Minh Toàn phải nhờ hướng dẫn viên du lịch là trợ giúp nữa. Thành Minh Toàn cũng phải ở đây, không lên được trên kia để giới thiệu đến quý vị và các bạn, mà kính mong quý vị và các bạn chúng ta thông cảm. Trên này thì người ta cũng có cả những cái hiệu để cho thuê quần áo. Đây quý vị bạn. Đấy. Những hiệu cho thuê quần áo này để mà chúng ta mặc, chúng ta chụp ảnh. Quý vị và các bạn ơi, đấy, quý vị các bạn thấy thời tiết bây giờ là lên đỉnh Hàm Rồng mà mình đã thở ra bằng hơi như này rồi. Nói là nó ra hơi, quý vị các bạn nhìn trên màn hình thấy các cái hơi không? Đấy. Đấy. Nói thì nó ra hơi như này quý vị các bạn. Thành ra là Minh Toàn cũng rất mong là quý vị các bạn khi mà chúng ta lên Hàm Rồng hay đi Sapa, chúng ta hãy mang đồ ấm đi, đồ thật ấm đi. Găng tay, mũ len, khẩu trang, mặc ấm vào các bạn. Và hôm nay thì Minh Toàn xin dừng video ngày hôm nay tại đây, của Hàm Rồng Sapa tại đây. Video sau thì Minh Toàn sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị các bạn về Sapa. Vâng, xin kính chúc quý vị và các bạn chúng ta có những chuyến đi du lịch thật thú vị, nhất là đi Sapa. Và đừng quên đi Sapa là mang áo ấm đi. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe và những chuyến du lịch thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.